Và để đáp được tên câu đó thì Thanh Tuấn sẽ gửi đến với bài ca cổ thì yêu cầu của tất cả nhiều người yêu thích bài này. Đó là bài ca của cố soạn giả Minh Thùy viết, bài ca nổi tiếng. Ủa, xin lỗi, hai em nhạc sĩ tên gì vậy trời? À, Hữu Anh đàn, hồi nãy về ca không biết ai đàn. Ca có hai cái đàn cũng được. À, Hữu Anh sẽ đàn guitar và em đào đường sớt gì vậy? Bài ca cổ được mang tên Nhớ Biển Nha Trang. Lời riêng này anh gửi cho em từ thành phố thân yêu. Còn lại mình ảnh bên ánh đèn khuya tâm sự với riêng mình. Ai nói cùng với em những lời nói chân tình, điều sâu tim lòng người nơi phố bát yêu mến. Giữ tình yêu chúng mình.
mình muốn tuột, dù cách trở đường đời cũng đừng mở lỡ bước chân đi. Chưa đến dài mình bên nhau nồng nàn đấu chung tùy xây dựng cuộc đời như quê trắng hạt gạo. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng.